Messi làm gì đây? Messi. Isiaka. Ồ, nãy giờ mới có cơ hội làm. Xin chào anh em. Hôm nay lại một trận banh khác tại sân Football Arena. Mình vẫn còn chấn thương, mình không thi đấu được. Nay mình sẽ đi xem Kim Messi thi đấu bóng đá sân 5 người. Kim Messi đây nè. Đấy, có giày mới luôn nè. Vậy gì vậy? Này, này mà Kiro đúng không? Dạ. Đó này Rio nha các bạn, Rio. Ừ, giờ Messi hết xài giày Fed rồi, chuyển qua xài giày Rio nha anh em. Giữ chơi múa liên tục luôn, ghê được. Rồi làm gì nữa? Rồi easy ok rồi. Chúng gót đá dùng thành kìa. cũng được nè. Bây giờ ra đây làm nè. 3, 2, 1 chơi. Chân nhanh đấy. Chân rất nhanh. Isiaka. Rồi, Messi đá rồi kìa. Vậy cam rất là nổi. Để xem nay Messi có siêu phẩm nào với giày mới hay không. Một đôi giày rất nổi bật. Mercurial màu cam. Messi giờ không còn xài giày Fed nữa, đã chuyển qua xài Real rồi. Ok, một cú sút ngay tay thủ môn. Wow, không vào. Tới chân Messi rồi. Gặt lại rất hay, chân phải chân. Wow, pha xử lý rất hay và một pha kiến tạo của Kim Messi. Một bàn thắng của Lâm Ruel. Wow. Kích cỡ không phải là vấn đề. Vấn đề là sự điều khiển của đôi chân. Mập nhưng mà khéo hơn. Quá đẳng cấp. Messi xoay chở rất hay. Tide thoáng rồi, chuyển dài tới chân Lâm Ruel rồi. Oh. Cắt. Messi thủ thế rất chắc. Và xoay sở rất khó hiểu của Lâm Đô Béo. Wow, cú sút rất mạnh. Si. Ồ, qua người rất hay. Pha xỏ háng của Messi. Chân chấp rất mạnh của Messi. Xỏ háng. Qua người solo. Chân trái. Rất tiếc mình xuất ra ngoài. Messi rất hay. Tới chân Messi rồi. Dứt gót rất hay. Không vào. Pha dứt gót rất hay của Messi. Messi bấm banh. Tới chân Minh Minh rồi. Wow. Messi đen ơi. Trời, càng lướt rất mạnh. Mới vừa đã ghi bàn rồi. Quá khỏe. Đe. Messi ca đe giật gót rồi. Thắng tóc xanh có một pha chuyền bóng rất.
Chuyện khó rồi Messi. Lâm Rô Béo chuyện về cho Gon luôn. Rồi Gon lên cao dữ. Thắng tóc xăng Messi. Ồ dứt điểm ngay luôn. Tiếp tục vẫn là Messi đánh gót. Lâm Rô Béo bấm banh qua đầu, trúng cột dọc. Và giật gót của Kim Messi. Thằng tóc xanh lấy được bóng rồi. Wow. Wow, La Coreta. Chuyền dài. Pha có vẻ rất là lười lao ra. Messi. Chọc tới Lâm Rô Béo rồi. Hay quá. Những chưa đi. Sút. Chà. Chuyền ngang phải sút đâu, không ai lấy được quả bóng đó luôn. Wow. Quả được luôn hả? Hay vậy chơi. Wow. Một cú sút của Lâm Rô Béo. Pha kiến tạo rất lạ lùng của Kim Messi. Trời ơi. Vẫn là Messi. Easyaka mid. Ném cao, Lâm Rô Béo chuyền đầu qua cho Messi. Wow. Đã trúng gòn. Rồi Messi lui về rất kịp thời. Sở hán chăng Steven dít. Chùm dít luôn. Ném dài. Pha xử lý rất hay của Messi. Làm gì đây? Quay về. Vào. Một pha chọc háng kiến tạo của Kim Messi. Messi làm gì đây? Messi. Easyaka. Nãy giờ mới có cơ hội làm. Cuối cùng cũng làm được rồi ha. Phải giữ Messi ơi. Một pha Easyaka của Kim Messi. Một pha bóng đá nghệ thuật, rất nghệ thuật. Sử dụng bóng đá đường phố trong bóng đá futsal. Pha bóng đậm chất biểu diễn của Kim Messi. Không, quả đó đẹp, quả đó căng luôn chứ không phải là đúng không? Chưa rõ lắm. Rõ phải làm. Messi chuyền dài. Đúng là Steven dít luôn, dít hoài luôn. Wow. Có. Thẳng tóc xăng, một chạm của Kim Messi. Vẫn là Messi. Wow. Lừa qua gol luôn. Này Messi bán hành cho đội bạn. Dạ man. Kim Messi. Steven dít. Dít tới chân luôn. Wow, qua người rất hay của thắng tốc sân. Nhưng rất tiếc đã không có một pha kết thúc nào của Minh Rondo. Minh Rondo làm gì đây? Chỉ cho Kim Messi. Chọc khe lên thắng tốc sân. Làm gì đây? Cục 2 không vào. Tính chọc háng Messi mà không được. Pha đá gót của Kim Messi. Minh Rondo chuyền về cho Kim Messi. Wow, Kim Messi. Chân trái chuyền về. Thắng tốc sân. Gạt vào trong, không vào. Minh Rondo chuyền cho Kim Messi. Wow, một pha sâu kim kiến tạo cho Minh Rondo. Messi qua người rất hay, rất khỏe, chân trái. Wow, sút ngay luôn, vào. Hết giờ. Với cơ số bàn thắng cho Kim Messi. Ok, Kim Messi khai trương vậy mới ngon chứ hả? Cảm giác sao nhỉ? Phải bỏ lót à. Phải bỏ lót à. Nếu anh em thấy hay thì like. Và có nhận xét gì về Kim Messi nhớ comment phía dưới cho mình biết với nha. Mình là Phạm Thi, xin chào và hẹn gặp lại.